Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ reaction một clip của nhóm hài Phát TV, một nhóm hài mà mình cực thích. Và mình sẽ nói như nào nhỉ? Đây là một cái clip viral của họ, một clip mà đã lên đến top thịnh hành, mà mình không hiểu tại sao lại có sự khác biệt lớn đến như vậy về clip viral ở trong Nam và clip viral ở ngoài Bắc. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ở ngoài Bắc ngày xưa mà khi mà mình còn làm ở Orion á, mình làm những clip viral á thì đơn giản nó chỉ cho phép từ 3 đến 5 phút thôi. Mọi tình tiết, mọi thứ đều rất nhanh và bẻ gãy các thứ và làm cười. Nhưng mà clip viral ở trong miền Nam họ lại định nghĩa khá là khác. Như ở Phát TV họ đang làm clip này, nó dài tới 11 phút 14 giây và mình không hiểu là như thế nào. Chính vì thế mà ngày hôm nay thì mình sẽ reaction thử cái clip này, một clip mà hiện tại đang làm trên top thịnh hành và mình nghĩ nó cũng sẽ còn phải lên top còn cao hơn nữa cơ. Phát TV MV Cuộc Sống Mà Thái Vũ viral OMG 3Q. Không biết cái này Phát TV thì chắc là phim rồi, không biết có liên quan gì đến rap của Thái Vũ. Chỉ đề mỗi là gạch ngang Thái Vũ thôi thì mình nghĩ là chắc là ở hay là kịch bản này Thái Vũ viết hay là làm sao, hay là chỉ có một mình Cuộc Sống của Thái Vũ. Ồ, nhạc hay nhở, nhạc hợp ấy, kiểu chất ấy hả? All my friends are here playing my favorite song right back on top. Quà gái à, đi tặng quà cho gái à. Ui. 073031. Ui, 4 tỷ. Ui, trúng thật à? Trời. 14 tháng. Đùa. Với hai tờ giấy số này. Tại sao quay cái chân này ta? Anh sẽ cưới em luôn. Làm phim mà quay cái kiểu gọi là đặc tả chân này nó hay có cái gì đó. Nó tự nhiên tí nó chắc là dắp vào cái gì đấy. Nope. Kiểu này dễ lắm, thề luôn. À, đấy. Chân luôn rồi. Trượt chân rồi. Trượt chân. Quần hơi rách. À. Mẹ. Lo nhà không có kỹ gì hết. Nhưng mà không sao. Nhưng mà không sao. Đây muốn một khôn. Vãi đạn. Ui. Bác sĩ ơi, bác sĩ cố gắng giúp cháu. Có chuyện gì vậy mọi người? Ông ơi, con mình nó tỉnh rồi nè. Con khỏe không? Con có nhớ gì không? Nhớ. Cái quần của con đâu? Cái quần đen của con đâu? Cái gì? Cái quần đen của con. Cái quần của con á, mày cất trong tủ kìa. Cất trong mẹ cặp vé rồi. Nhưng mà lúc ngã vé có đút túi quần đúng không nhỉ? Đến lúc ngã như vé nó đang cầm tay mà. Đây rồi, còn cặp vé mà xem lại. Thái ơi. Thái, con đi đâu vậy? Dạ, con chưa khỏe mà. Qua cái đoạn đấy đi. Ba mẹ yên tâm đi, con có hai tờ này là con khỏe rồi. Ba mẹ chờ con lên hương rồi. Thái. Má, làm sao? Anh trai, đổi giùm em hai tờ độc đắc anh. Được rồi. Lúc ngã là. Đây, tay vẫn cầm mà. Tay vẫn cầm mà. Hơi sai giác co thì đút túi quần rồi. Ok. Từ đã. Mẹ lo nhà không? Anh ba là một người cha vĩ đại. Đó giờ có mình mày. Còn cặp vé đúng không? Thái ơi. Thái, con đi đâu vậy? Dạ, con chưa khỏe mà. Ba mẹ yên tâm đi, con có hai tờ này là con khỏe rồi. Ba mẹ chờ con lên hương rồi. Thái. Lên hương. Đây rồi. Dạ, gặp mình đâu. Đổi giùm em hai tờ độc đắc anh. Độc đắc hả? Dạ độc đắc. Má, đó giờ có mình mày đổi độc đắc tao luôn á. Trời ơi, hay gì trời vậy? Trời ơi, đã lắm luôn á anh. Sao vậy anh? Không đủ tiền đổi hay gì hả?
không đuôi tiên vé trúng từ đời nào giờ mày mới đổi mày. Anh nói vậy mới xuất viện ra là đổi liền luôn á. Nhập viện hồi nào? 14/2. Mấy này ghé không có nhận định được thời gian luôn. 14/2 ở sách đây chứ là trung thu. 13/9 nhằm ngày 14/8 âm lịch. 13/9 gì anh nói gì vậy? nhìn trăng rồi. Ông cười với em kìa. Ok em. Là hôm nay là tháng 9. Vé của em là tháng 2. Không phải đâu đây. Hỏi tôi không tin đâu. Anh ơi. Vãi đạn làm quá hay thế rồi. Trời ơi em xem em cũng bị run ạ. Wow. Ôi vãi đạn, xem ở đấy cũng đấy bị... chỉ là một giấc mơ. Cũng bị run luôn nhá. Ủa, con tỉnh rồi hả? Dạ bà. Con có nhớ gì không? Khoan ra. Thôi chết mẹ. Con có thể nói cho con biết hôm nay là ngày mấy không? Ngày mấy không? 14/2. Ngon. Vậy là đúng rồi. Chỉ là một giấc mơ. Hơi mỏi người. Con tỉnh rồi hả? Dạ, trời ơi. Con ngủ có một đêm mà ba mẹ làm như con ngủ lâu lắm vậy. Ủa ai vậy mẹ? Em trai của con đó. À, dưới quê mới lên, con chưa gặp nó lần nào hết á. Không phải đâu, nó là em trai ruột của con á. Em trai ruột á? Con đó. Em ruột, wow. Amazing. Amazing. Ba là một người cha vĩ đại. Mẹ có con riêng mà dám dẫn về đây cho ổng nuôi. Mà, hồi nào vậy sao con biết mẹ có bầu lúc nào vậy? Con nói gì vậy? Mẹ có con riêng. Em ruột của con mà. Giống ba con mà. Anh hai. Trời. Em ruột. Đúng rồi. Nó mấy tuổi? 5 tuổi rồi con. 5 tuổi con. Con hôn mê 6 năm rồi đó. 6 năm rồi đó. Thôi chết con mẹ rồi. Hôn mê 6 năm rồi. Ôi trời ơi. Con nằm đây 6 năm. Nằm đây 6 năm. Là coi như con mất 4 tỷ với lại 6 năm. 4 tỷ 6 con năm. Con nói 4 tỷ gì vậy thấy? Không có gì đâu. Lòng lắm. Đau lòng lắm. Cái câu thoại này hay hết. Thôi được rồi. Tỷ với lại 6 năm. Em nghe lại. 4 tỷ gì vậy thấy? Không có gì đâu được rồi. Đau lòng lắm. Em thích câu này đấy. Thôi được rồi. Có gì đâu. Đừng hoài. Dù sao thì 6 năm nay con cũng làm phiền gia đình rồi. Ba mẹ yên tâm đi. Nay con tỉnh rồi. Con sẽ làm lại từ đầu. Lấy lại những gì con đã mất. Lại mua lại vé số. Ba. Mẹ. Mày đi chỗ khác chơi. Mày đi lại chỗ khác. Yeah. Ui, có cả rap cơ. OMG bà quý. OMG bà quý. Dạ. OMG bà quý. Đây là một câu chuyện về một thanh niên tâm huyết bởi vì cuộc sống mà bước ra để chơi. Thanh niên tâm huyết ngỡ ngàng trong chơi với đẹp trai hai mái. Người đã đơn giản nên không ai ngăn cản, cứ bước đi thanh thản phơi phới trong nắng mai. Xe mới mua vừa cho vừa bán, câu nói dễ thương nhẹ nhàng của người bán. Chạy được vài ngày xa hương trong lời oán, chủ xe đã bỏ trốn lòng đau như trời giáng. Của đi thay người tự nhủ với bản thân, thanh niên trai tráng thì không nên rơi lệ. Vì có chuyện quan trọng mừng la đến trang vọng, cô người yêu trong mộng đó là không gặp không về. Chuẩn bị tư trang về nón quần áo, đạp đất heo đất ngày tháng đã từng tạo. Chờ em đến 2 tiếng đổ bệnh không ai viếng, nước mắt anh dâng trào thịt cưới anh mang về. Từ đó về sau thề không dám làm gì lỡ sai thì tên trai này phải trả giá. Trả giá trả giá, trả giá. Giấy mời cưới, giấy mời cưới đúng không? Uầy, không dễ được làm lại như game OMG 3Q. OMG 3Q là sai thì chơi lại đã quá. Đã quá, đã quá. Mới như cũ được cách chơi. Lỡ mà chơi sai thì làm lại cả cuộc đời. Khi chơi thông thạo đưa tim đánh ngông ngạo. Lấy top cách sạc vơ tầm huyết để trong sao. Lời hay á. Chính cùng OMG. Đùa lời hay quá đó. Chai này phải trả giá. Trả giá trả giá, trả giá. Như game OMG 3Q. Quảng cáo mà lời hay á. Quá đảo quá. Con người mới như cũ được cách chơi. Lỡ mà chơi sai thì làm lại cả cuộc đời. Khi chơi thông thạo đưa tim đánh ngông ngạo. Lấy top cách sạc vơ tầm huyết này trong sao. Khi chơi thông thạo chính cùng OMG. Đùa. Đùa. Sao quảng cáo em tốt hay. OMG. Bao lần chơi lại tâm
khơi lại. Con đường đến tớm dường như đã phơi bài. Cái khúc cách chơi review xem lợi hại. Thành thục cả bốn nước vậy rồi chơi được với ai? Bye 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 bye. Tôi thì chia sẻ kinh nghiệm mà mình có. Nguyện tôi có quần anh em cứ nhìn ngó. Đổi cả server lấy quà tặng đăng nhập. Tương đỏ cho liền tay xếp tiếp khỏi rình ngó. Làm ra cuộc đời anh viên chân thành nên chọn nước ngô để chơi. Tại sao? Vì lý bóp lợi hại nằm thiếu đốt tàn đội. Càng nhây về sau thì càng lợi. Lớp bao build team sai thì sao? Thì sao? Anh em mình đổi server mới. Thế thằng châu đam to như là tàu quỷ. Thì cày với điện vi cả cuộc đời. Hiển thị khá rõ với là vinh râu. Từ nguyện nhảy sang đầu quần quá là khinh nhau. Anh mày bày cấp chơi hoa nam lữ bố. Đam to giảm nộ mình phải tin nhau. Đập nát thuộc quốc thiên thu. Thiên thu quen vũ triệu vân của cô Quỳnh Phương. Sức mạnh hội nộ như lên bình phương. Không nên sức mạnh hồi nộ. Thiên thu quen vũ triệu vân của cô Quỳnh Phương. Sức mạnh hội nộ như lên bình phương. Không nên khoan nhượng tôi đổi nước tiêu lại bình thường. Wow, thua đổi nước tiêu lại bình thường. Ôi lời hay đấy. À yeah. OMG Bowie. OMG Bowie. Đại chiến OMG Bowie. Quẩy tung chiến trường Tam Quốc. Cùng Pháp TV. Wow, ghê. Nhóm này cũng chơi OMG Bowie ha. Yeah. Ui. Black B. Black B. Oh. Để vậy có 3 phút là behind the scene. Em thấy behind the scene nhóm này hay cực luôn à. Buồn cười quá. Câu chuyện về một thanh niên tâm huyết bởi vì cuộc sống mày bước ra để chơi. Thanh niên tâm huyết ngỡ ngàng trong chơi với đẹp trai hai mái. Ngỡ là đơn giản nên không ai ngăn cản. Cứ bước ra thanh thản phơi phới trong nắng mái. Cần xe máy mua vừa cho vừa bán. Câu nói dạng thương nhẹ nhàng của người bán. Chạy được vài ngày xa hư trong lời oán. Chủ xe đã bỏ trốn lòng đau như trời giáng. Của đi thay người tự nhủ với bản thân. Thanh niên trai tráng thì không thanh ra lại. Đây là một cái cảnh mà tôi té cầu thang. Yêu ấy. Mừng la nó trang giọng cô người yêu trong mộng. Đó là không gặp không về. Chuẩn bị tư trang về nón quần áo. Đập đất heo đất ngày tháng nó từng tạo. Chờ em đến 2 tiếng đổ bệnh không ai viếng. Nước mắt anh dưng trào thiệp cưới anh mang về. Từ đó về sau thề không dám làm gì là sai. Thì những cái này phải trả giá. Dám làm ra như game OMG Bowie. Là sai thì chơi lại đạo quá. Đạo quá có người quá như cũ để cách chơi. Lỡ mà chơi sai thì làm lại cả cuộc đời. Khi chơi thông thạo mưu tim đánh ngông ngạo. Lấy tóm các sẹp vơ tầm huyết này trong cao. Chính của OMG, yeah. Chính của OMG, yeah. OMG, OMG ta thế, yeah. Hey, yeah. Quay đùa gì Vinh Sâu à? OMG, 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 yeah, yeah, yeah. Cả team này. Đùa. Cả team mẹ, cả team ăn mặc cũng tề vãi lại. Cả team ăn mặc chỉnh tề vãi đạn ạ. Ông mặc quần ngỗ lửng xong ông đi dép chứ. À thì buồn cười vãi đạn. Sau bao lần chơi lại tâm huyết khơi lại. Con đường đến tớp dường như đã phơi bài. Nghe khúc cách chơi review xem lợi hại. Thành thục cả bốn nước vậy rồi chơi được với ai? Bye bye bye. Này có bình trường bay giờ ra đây mượn cái áo của Long. À ông này là ông âm thanh. 3, à, ông 2, 1, cười. Đây là quay tập sau à? Hay là chụp ảnh vậy? Chứng minh thư á. Rồi, nhân cái kiểu người hát 3, 2, 1, cười. Rồi, thêm cười kiểu người hát. Nhất cái là 3, 2, 1, cười. Cái mặt buồn cười. Vân của cô Quỳnh Phương. Sức mạnh hội nộ như lên bình phương. Không nên khoan nhượng tôi đổi nước biểu lệ bình thường. Cái gì chơi lại bình thường của hay vãi đấy. Ok, và vừa rồi thì mình đã review xong cái clip MV cuộc sống mà của gạch ngang Thái Vũ viral OMG Bowie. Cái này chắc là mình nghĩ là kịch bản hình như là của Thái Vũ hay sao ấy. Đây thực sự là tuyệt vời. Ngày hôm nay mình xem đang là top thăng 38 trên cái tab thịnh hành. Và chúc mừng Phạm TV, thực sự là mình thấy là cái kiểu làm viral này ở trong trong miền Nam như của nhóm Phát thì họ làm hay vãi đạn luôn. Có phần hài xong rồi có cả nhà có rap behind the scene họ làm cũng hay ai vãi cả đạn. Ok chúc mừng OMG Bowie, họ đã có được một cái clip viral tuyệt vời từ nhóm Phát TV.
và chúc mừng OMG3Q, và hy vọng là OMG3Q sẽ ngày càng nhiều người chơi hơn và ngày càng phát triển mạnh hơn nữa, thêm ra thêm nhiều server nữa để có thể đáp ứng được nhu cầu người chơi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ tạm biệt tất cả các bạn đây. Bye bye. Yeah.